Xin chào các bạn nha. Hiện nay thì thời tiết đang còn rất nắng nóng, cho nên sẽ có hiện tượng mà kiến nó đi vào nhà, nó tụ tập và nó leo lên tường thế này các bạn. Thì nếu như bị cái tình trạng này thì rất là khó chịu ha. Đây, nó đi lên tường rất là nhiều. Bây giờ trời nắng thì nó đi ra ít rồi, nhưng mà trời mát thì nó sẽ vô vô trong nhà ha. Thì đa số nếu như các bạn thấy kiến nó vào nhà thế này á, thì mình thấy mọi người hay dùng những cái chai thuốc xịt kiến như thế này, xịt kiến, xịt muỗi, xịt côn trùng để xịt lên. Thì một chai thế này á, nó 70-80 ngàn, có khi cả trăm mấy, và đồng thời nó rất là tốn tiền, nguy hiểm nha các bạn. Cho nên mình chia sẻ với bạn một cái cách để diệt kiến mà không cần phải dùng những chai thuốc đó nha, nó an toàn hơn các bạn. Đây, các bạn có thể dùng cái chai này, đây là chai nước lau kính nha các bạn. Mình xịt lên thấy là hiệu quả luôn, đồng thời nó không có mùi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy nha, kiến đang bô thế này và mình sẽ xịt nó lên. Đây, kiến nó gần như nó chết luôn các bạn. Cái cách này thì nó sẽ an toàn hơn. Đây, kiến nó chết liền luôn các bạn. Bởi vì cái chai này nó có chất cồn rất là mạnh các bạn, thì kiến nó không có chịu nổi đâu. Cho nên mình xịt lên thì kiến nó chết luôn rồi. Đó, nó chết ngay luôn. Và cái này nó an toàn hơn so với sử dụng cái chai thuốc diệt côn trùng như thế này các bạn. Những chai thuốc mà diệt côn trùng á, nó càng có mùi thơm thì càng nguy hiểm các bạn, bởi vì nó đánh lừa cái khứu giác của mình. Đôi khi mình thấy thơm á, mình lại ngửi vô nhiều hơn, cho nên càng độc hơn. Còn nếu nó hôi á, thì mình lại không dùng, bởi vì sợ ngửi vào. Đó, cho nên những chai này cực kỳ nguy hiểm nha. Đấy, chia sẻ với bạn cái cách này khá là hiệu quả luôn. Đấy, các bạn thấy không? Mới xịt cái nó chết luôn rồi. Đấy. Rồi. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nha. Mong các bạn chia sẻ nha. Cái cách này nó khá là hay. Rồi, chào các bạn.